Lưu Bắc Cạn lại vào làm video giới thiệu chi tiết cho anh em một loại một dòng loa tép chống cháy hai chế độ tép và siêu tép tích hợp. Đây là hôm nay mình tập trung vào mẫu 1 triệu, mẫu 350 đây nha. Chiều ngang này là 12 phân, chiều cao tổng là 16 phân. Đây là cặp tép 350, đường kính của nam châm là 9 phân, côn 3,5, trang bị hệ thống chống cháy, chế độ gạt lên là siêu tép, gạt xuống là tép, 1 triệu một đôi, bao ship, chống cháy 100%. Tép này có thể chạy cho âm ly 2 sò, 4 sò, 8 sò, 12 sò, 16 sò, 20 sò, đẩy 40 sò. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Loa kéo, thớt nội địa. Áp dụng cho bát từ bát 8 phân, 20 phân, 16, 20, 25, 30, 40, 50 đều được. Đây là loa tép rời chống cháy. Cái dây, đây là dài 1 mét rồi. Về anh em đấu trực tiếp đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy đều được. Đỏ là cộng, dây còn lại là trừ. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Đấy nha, bảo hành 1 năm nha. Số điện thoại 0973 533 269. Mời anh em test chất âm. Đây, mình đấu sẵn một đôi đây cho anh em rồi. Test cho anh em chất âm của mẫu 1 triệu. Về anh em đấu trực tiếp đi loa, đi âm ly, đi cục đẩy nha. Cháy là quá khứ rồi. Sản phẩm được bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Anh em cần hàng thì liên hệ với Lưu Bắc Cạn, số điện thoại 0973 533 269. Hẹn gặp lại nha. Mời anh em đến tham quan xưởng loa tép chống cháy 100%. Loa tép hay cháy là quá khứ rồi. Đây là cái phần khung, phần tần gắn sẵn rồi. Số điện thoại 0973 533 269. Đây là tép thành phẩm mới sản xuất ra, vừa khô sơn xong nhá. Đây là cặp 1 triệu có hai màu, màu đen và một màu gỗ. Đây là củ 350. Còn bên này là cặp 800, cặp 250, củ 500 trị. Giá tiền đã bao ship nha, 800k bao ship. Dùng cho âm ly 2 sò đến cục đẩy 40 sò, bắt 20, 25, 30, 40, 50 đều ok. Loạt này là loạt tép 350 đây. Đây là thành phẩm chống cháy rồi, cháy là quá khứ rồi. Anh em không phải lo cháy hay là xịt hát karaoke nữa. Hát karaoke tiệt bô, bô to thoải mái. Đây là cái phần khung này. Khung gắn phân tần rồi, đây chỉ ốp củ vào thôi. Sản phẩm được bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Hàng chất lượng, hàng đắt tiền. Anh em hãy liên hệ với kênh YouTube điện tử Phương Lưu để được phục vụ. Dây thì làm dày sẵn 1 mét rồi. Vì anh em đấu vẫn đít luôn.